Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an đã hoàn tất xây dựng và đưa vào triển khai ứng dụng khai báo y tế điện tử VNEID. Theo C06, ứng dụng VNEID được xây dựng trên cơ sở chỉ đạo của lãnh đạo ba cơ quan, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, về việc thống nhất sử dụng mẫu tờ khai, mã QR code nhằm liên thông nhiều phần mềm khai báo y tế đang được sử dụng cùng lúc hiện nay như nCoV, Bluezone, VHD. Hiện tại, ứng dụng này có thể cài đặt và sử dụng hoàn toàn miễn phí trên hai hệ điều hành của điện thoại thông minh là Android và iOS. Với ứng dụng này, người dân cần nhập thông tin điện thoại, số chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân để hoàn tất quá trình đăng ký tài khoản. Khi có tài khoản và đăng nhập thành công, ứng dụng yêu cầu người dân cập nhật thông tin về họ tên, ngày sinh, địa chỉ thường trú. Sau khi hoàn tất các trường thông tin cần khai báo, người dân sẽ được cấp một mã QR code có hiệu lực trong vòng 3 ngày để lưu thông qua các chốt kiểm soát dịch bệnh hoặc các khu vực yêu cầu khai báo y tế. Cũng theo C06, ứng dụng VNEID có khả năng kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đảm bảo tính chính xác của thông tin công dân, phục vụ công tác truy vết F0, F1, F2, phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, ứng dụng này có khả năng mở rộng triển khai ở các địa điểm khác có yêu cầu như siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng thuốc. Ứng dụng còn cho phép khai báo y tế toàn dân và khai báo di chuyển nội địa. Khi khai báo di chuyển nội địa, người dân sẽ điền vào các thông tin về điểm đi, điểm đến và các yếu tố dịch tễ. Hoàn tất quá trình này, người dân sẽ được cập nhật một mã QR code để xuất trình với cán bộ công an tại chốt kiểm soát dịch COVID-19.